dẫn tiếng mic vẫn rất là sáng, hát rất là bay. Đến dù chia ly từ đây, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nghĩa Thơm Audio. Thì trước mặt quý vị và các bạn đây là một cái combo karaoke gia đình rất là xịn sò, rất là VIP của thương hiệu BF Audio các bác nhá. Một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Với thương hiệu BF Audio này thì nhà máy được sản xuất tại Đài Loan các bác nhá. Và trong cái cấu hình này thì em sử dụng 100% là sản phẩm chính hãng của BF Audio. Đầu tiên xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một cái dòng loa bass 30 của BF Audio, sử dụng một bass 30, một chép kèn model là CS2000 các bác nhé. Vâng, một dòng loa đã được rất nhiều quý vị và các bạn tin dùng với chất âm rất là hay, tiếng bass đánh rất là sâu mềm và chép thì rất là sáng. Tiếp theo là một cặp mic BF Audio model là G8. Vâng, nằm trong cái phân khúc mà đầy đủ tất cả các tính năng như dò sóng sạch, tiết kiệm pin, với tính năng chống sốc, đầy đủ hết các tất cả các tính năng ăn chơi các bác nhá. Chất âm thì rất là hay. Tiếp theo là một chiếc van số BF Audio model là 306N. Đây là một phiên bản vang số nhưng có thể chỉnh được bằng tay các bác nhé. Vâng, các bác có thể dùng một cái bút điện, các bác chỉnh cơ, dễ chỉnh, dễ chơi và chống hú rất là tốt. Tiếp theo là một cái sản phẩm mới, cũng mới ra mắt năm 2021. Đó là một chiếc đẩy BF Audio với model XRI 5000 25 mã. Vâng, mới một dòng sản phẩm 5.000 25 mã này, các bác có thể thấy với thiết kế rất là đẹp và tất cả thì đều là sản phẩm chính hãng của BF các bác nhé. Vâng, sản phẩm đẩy hai kênh này rất là đẹp, rất là xịn các bác nhé. Vâng, một cái cấu hình karaoke gia đình với tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản các bác nhé, và chất âm thì rất là hay và đặc biệt. Và ngay bây giờ test chất âm. Mời quý vị vào bài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các bạn thấy với cái cấu hình chất âm rất là hay các bạn, chất âm hay và đặc biệt thì hát ngay cạnh loa các bạn nhá, cách chừng khoảng 40-50cm mà không hề rú rít, các bạn thấy là với cái độ chống hú rất là tốt và không hề ảnh hưởng đến chất âm các bạn nhá, chất tiếng mic vẫn rất là sáng, hát rất là bay. Cấu hình của BF Audio sử dụng 100% sản phẩm chính hãng của BF Audio với giá hiện tại là đang có giá rất là tốt các bác nhá. Vâng, xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của bên em.